Đây là lần đầu tiên tập chưa tới nhưng mà đã biết hết rồi. Ai hát bài gì, bài buồn gì cũng biết hết. Một lần nữa xin cảm ơn rất yêu voice rất là nhiều. Và cả khi anh chơi guitar và cả anh chơi organ mình cũng biết luôn. Yeah. Mặc dù anh không biết mình là ai. Có riêng từ cái dạ. Dạ anh chắc là người anh em sẽ biết. Bây giờ là nào? Ở đây cũng hâm mộ. Đừng có hâm dọa nha. À, bây giờ để thay đổi không khí thì Kim Hậu xin hát một bản nhạc của Đoàn Chủ Tự Hưng. Mình đánh blues nha. Có bài gì không? Tà áo xanh. Wow. Nói chung là mấy lần tới đây, tới Sài Gòn thì cũng ưng tới đây lắm nhưng mà chưa có dịp. Đúng rồi, phải có duyên mới tới được chứ còn tại có hẹn với chị Thanh. Hẹn là hẹn xa xa, không ngờ hôm nay mới gặp chị. Bye.
Từng nào không